đang chuẩn bị live nha mọi người, live chim nha. Hello. Xin chào. Xin chào mình đang ở núi Bà Đen Tây Ninh. Chưa, để con quay lại. Lấy cu đi. Lấy cu đi rồi mai mốt cụ ở nhà nha. Lấy cu đi, đừng có lấy kia. Rồi, lần sau. Đây có ba con cu, ở đây sương khói mờ nhân ảnh quá. Sương khói mờ nhân ảnh nha. Con đang like đó. Dạ, mồm kìa. Lạnh lắm. Mát quá. Lạnh nha, lạnh nha. Cái bông gì ơi? Là cái bông giờ mình từ từ đi, đặng mình hưởng thụ thấy không? Đâu có vậy. Ai chim nó đang bay chim. Lên đây là có cô ơi. Xuống sốt được. Phải đợi. Của mình. Sao ơi? Là đây nè, thích có đi. Đây thích quá. Về. Ôi, thích điểm ra, điểm ra. Bây giờ cá mặt ra sợ cắt nhau. Thiệt đi nè, tới giờ mới tới giờ mình cũng bạn giỡn với tôi không à. Nè, cái này gắn là trang trí nè. Cái này là gắn cho mình. Ok. Cái gì súng và bông sen mà. Mấy không? Mình đã mò vô rồi. Cái súng bông sen. Đâu phải 30 cây đó. Chứ không phải. Cái đó là bông sen. Cái này hoa trang trí. Dưới lá là lá súng. Đó thì bao nhiêu mới đó lá súng. Xung quanh rất là nhiều quay nha. Không thấy luôn á. Này giống như là đang đi chung quay luôn á. Nè. Ở trên đó bông nhiều lắm mọi người ơi, một hồi cho tan bớt mây lên trên đó chụp hình. Mua quà hả em? Ok em. Ờ ơi thích quá đi. Thích quá. Ủa con luôn. Vô luôn. Con vừa live stream, con vừa chụp hình luôn. Để lại chụp lại cái công điện đó kìa. Rồi. Coi như là khoảng chừng 1 mét thôi là cũng không thấy rõ luôn rồi đó. Quá chừng may luôn. Ai. Lạnh. Mát. Sao sao, để sao sao mày phí quá. Hôm nay mấy tiếng rồi, cái thằng mày. Cô Chi ơi, có người nhà xem. Hả? Hello con gái đi chú. Hello. Mày đâu? Đi lên chùa. Sao đâu rồi? Đi đường nhỏ đó đi ngoài. Giờ này chưa chụp hình. Chưa, mình chụp. Chị ơi em thích quá chị ơi. Đúng không? Ta rủ đi đâu có mà nói xe nói xả. Đúng rồi. Này giống bà nàng Hiếu. Bà nàng Hiếu ở miền Tây. Đúng rồi. Miền Tây mình nói này. Đây đi. Quá đẹp lắm luôn. Không? Ở đây xương khói mờ Yeah.
thấy mày gọi cho tao mà tao nói hoài, nói chuyện không nghe. Đây cái đường đi lên. Không mong rất là đẹp luôn mọi người. Đi trước mình đi là lúc đi trời nó không có mưa. Đó. Hai bên luôn. Đẹp lắm. Gì có dễ dàng không? Đúng dễ dàng. Ôi đẹp quá. Được cả phải hai mấy cùng. Đẹp quá, đẹp quá. Ô, đẹp quá. Đi quá, đi quá, đi xuống, giờ không biết được cách đâu. Đi đường bên đây nè, đi bên đây nè. Đi vòng qua đây chơi đi. Mình lại gặp nhau. Chị lấy chụp hình cho mình đó. Sao rồi thích hay sao? Thích hay à? Này giống bà nà hiu á ha. Ừ. Bà nà hiu không có. Bà nà hiu ở miền Tây. Bà nà hiu nó có một loại một bông à. Bà nà hiu đẹp không à? Đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Nó đẹp, này chụp nó tưởng nó ở Lưng Đôn không á. Bữa này bữa gắn ra chị ta. Không, nó ra trái thiệt. Bữa thiệt đó cậu. Sương mù nhiều quá. Không xác định hướng được. Ờ, nó không có xác định hướng nào đấy. Ê, dạ, nghiệp của người ta này nha. Thiệt hả? Ờ, những cái. Cái chạy súng làm sao có cái bông này mà thiệt. Thiệt nè. Rồi, không tin. Gỡ lên nữa rồi. Dạ hai người cái nhau gì đây? Bây giờ bên phen thiệt nha. Con cũng bên phen thiệt. Anh lấy nguyên cái shop lên một cái ha. Con cũng bên phen thiệt. Là bạn lo hết nha. Dạ không, con bây giờ con chịu nha, bạn lo thôi. Con nhiều hai bạn lo. Con chi? Con bên phen luôn. Đúng 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 đúng. Để em đi. Đúng. Con phen rồi 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 là mâu hùng quá. Rồi rồi rồi. Tay dở lên rồi. Lại làm đúng nha. Dạ. Dạ nó ghim xuống. Cái này là chân ké. Chân ké, chân ké. Không, con biết là thế nào cô cũng mua, con ủng hộ tinh thần thôi. Con lần trước còn có nói con giả bộ. Con đừng giả bộ con với con chi chiều nay chịu cái ba cái chầu ba. Nói chừng đẹp luôn. Ôi sao mà đẹp cái gì? Cái này mới thật này. Đẹp quá hả? À, thích quá à. Đưa cái mặt của mình vô đây một cái coi. Đây, đưa mặt bự vô đây. Cái này là con quay. Xin chào mọi người, xin giới thiệu cho mọi người. Đây là hoa cẩm tú cầu của bà Núi Bà Đen. Núi Bà Đen. Dạ. Thôi cô chị ơi. Bà này. 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 Bà cho bà mình mua cái chậu là không báo sáng hậu chậu chiến đi tới giờ là biết bao không cuốn rõ ràng có lạ đâu không phải tiền nói cái bông à, bông đó là thiệt cho nên sáu cái chấp nhận thương đau đi chấp nhận sự thật đi ai bay thua rồi đúng 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 ủa con nhỏ này ủng hộ cô Chi nè con là ủng hộ mấy mình không thích cái người này nó không đúng sự thật mà nó thích cái bức tượng đó mà không nhìn thấy luôn á phải vô bắt đầu chừng nào một hơi cái đầu cái hôm nay người ta nhiều ca rồi mình rất là đẹp khoảng bao lâu
lâu nữa sẽ tan ta? Tàu bay nó tan cái đầu sập. Không bao lâu nó sẽ tan. Mình qua bên kia đến khi là quá trời luôn. Cái đợt con đi nó có nhiều mây gì không? Không có thấy đường luôn. Không thấy đường luôn hả? Vậy là lúc nào cũng vậy chứ. Nhưng mà nó không có bị mưa. Cái này đâu phải mưa. Không phải mưa. Mà cô còn không thấy đường rõ luôn. Chị chụp thôi chị quay vậy? Chị đang chiếm luôn hả? Không. Gần trong sương mù ơi. À, bây giờ hai người đang bây giờ chụp em với tại vì cái điện thoại nãy giờ mình chưa có chụp tập thể nè. Đang like. Ê, bây giờ tắt đi chụp tập thể mà dài bôi đi có sương mù này cho nó đẹp. Tắt like phải không? Mượn người ta bấm đi rồi mình chơi. Không, bây giờ vô đứng sắp hàng kiếm tiền rồi chừa chỗ. Yeah.